một chiếc kia sâu nét trên xe vận chuyển tại Việt Nam cho thấy, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ bán ra chính hãng. Nếu điều này xảy ra, kia sâu nét sẽ có giá bán thấp hơn mẫu xe anh em kia xeo tốt. Sau thành công về doanh số của kia xeo tốt, nhiều khả năng mẫu xe kia sâu nét sẽ được Trường Hải đưa về Việt Nam phân phối chính hãng trong thời gian tới. Kia sâu nét nằm ở phân khúc CUV hạng A, do vậy giá bán của xe được dự đoán nằm trong ngưỡng 500 triệu nếu bán ra thị trường Việt Nam, thấp hơn mẫu xe đàn anh kia xeo tốt. Được hãng xe Hàn Quốc định vị nằm ở phân khúc crossover hạng A, Kia Soulnet có chiều dài chưa tới 4m, nghĩa là chiếc xe khá gọn gàng với kích thước tổng thể nhìn hơn Kia Morning không nhiều. Tuy nhiên, chiều rộng của xe khá lớn tạo ra sự cân đối về thiết kế, giúp chiếc xe cho cảm giác không quá bình dân. Kia Soulnet gây sức hút không chỉ ở mức giá khá hợp lý mà còn nằm ở thiết kế cũng như trang bị tiện nghi có thể nói là vượt trội trong phân khúc xe cỡ A, tại thị trường Indonesia. Phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe này được trang bị hệ thống đèn LED, trong khi nội thất xuất hiện nhiều trang bị tiện nghi cao cấp như sạc điện thoại không dây, bảng đồng hồ điện tử, màn hình giải trí cảm ứng 8 inch tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto, ghế ngồi có cả thông gió giúp mát lưng. Nhiều khả năng xe sử dụng động cơ Gamma 2, 4 xi lanh dung tích 1.4 lít giống thị trường Indonesia, có công suất 115 mã lực và mô men xoắn 144 Nm kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động thông minh IVT. Ngoài ra, Kia Soulnet còn có động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.2 lít, 4 xi lanh và bản máy xăng tăng áp 1 lít, 3 xi lanh ở thị trường Ấn Độ. Các tính năng an toàn cơ bản trên mẫu SUV cỡ nhỏ này gồm có 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử VSC, chống bó cứng, phanh phối lực phanh điện tử, kiểm soát hỗ trợ đổ đèo và camera lùi. Ngoài ra, các phiên bản cao cấp hơn còn có hệ thống giám sát áp suất lốp và kiểm soát hành trình. Giá bán rẻ nhất của Kia Seltos tốt tại thị trường Việt Nam hiện ở mức 600 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn. Như vậy có thể dự đoán, nếu Kia Sâu Nét cũng được đưa về Việt Nam thì sẽ có giá bán nằm ở mức thấp nhất của Kia Seltos tốt cho phiên bản cao cấp GT Line. Trong khi đó, các phiên bản thấp nhất của Kia Sâu Nét có thể nằm ở mức 500 triệu hoặc thấp hơn nữa, tùy vào trang bị đi kèm. Thiết kế, trang bị tiện nghi và khả năng vận hành đều đáng giá. Kia Sâu Nét hứa hẹn tạo nên cơn sốt trong thời gian tới không chỉ tại thị trường Ấn Độ mà còn ở Việt Nam nếu được Trường Hải phân phối. Xe cộ, xe cộ.